Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho chúng nó vỗ đây các bạn nhá. Ok, đấy các bạn ơi, con ta rồng của mình nó đã đỡ con nhái. Hello, xin chào các bạn. Và mình bây giờ đang trên hành trình là để huấn luyện nó ăn nhái. Thì clip trước thì các bạn đã thấy là nó cũng không được sung lắm đối với con nhái. Đấy, thì nó cắn con nhái vào chân rồi nó cũng này kia, nhưng mà sau khi con nhái nó đã đơ đơ thì có vẻ như là nó không tha thiết lắm với con nhái các bạn ạ. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm lại tiết mục trình diễn can lồng ăn nhái. Các bạn nhìn xem đây, con nhái rất là to. Thường thì hôm bữa mình cứ tưởng là con nhái này là cỡ to, nhưng mà thực ra thì cũng không to lắm. Bởi vì hôm bữa clip trước mình chia sẻ cho các bạn ấy, thì nó sẽ không, nó cắn xong bắt đầu nó không chịu ăn. Thì vô tình mình thấy mình để một lúc sau ấy, thì mình mới cầm con nhái lên mình thả xuống tiếp, bất ngờ nó lại ăn luôn các bạn ạ. Clip trước thì mình lại không chia sẻ được với các bạn là cái khoảnh khắc mà nó nhốt con nhái. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại để xem cho các bạn thưởng thức cái cảnh mà con này nó ăn nhái như thế nào. Thì bây giờ nó có ăn hay không thì mình cũng chưa biết nữa. Và bây giờ sẽ xem cái bất ngờ của nó sẽ ra sao nhé các bạn nhé. Cái hệ bơm của mình nó đang bật thì bây giờ mình sẽ rút cái hệ bơm ra để mình cho nó ăn nhái để cho các bạn cùng xem. Ok, mình đã tắt hệ bơm xong. Đang quay phim thì hệ bơm nó lại hoạt động. Bởi vì hệ bơm của mình đang cài đặt bằng hệ thống timer ấy, là cứ 2 tiếng nó chạy một lần và mỗi lần nó chạy 15 phút. Nên là mình đang quay thì nó sẽ chạy bơm. Nên bây giờ mình tắt đi rồi. Thì đây cũng là một món mà các anh em đồng ngư nuôi cá đều cho nó ăn cả. Nên là các bạn nào mà ăn chay hoặc cái gì thì cũng thông cảm cho những anh em đồng ngư chúng tôi nuôi cá. Và sau đây thì mình sẽ thử vào, mình sẽ làm cho con rồng này nó sung lên một chút các bạn ạ. Mình cho con rồng này nó sung lên một chút, thử xem như thế nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả vào cho các bạn cùng xem nhá. Xem là độ hôm nay thì độ sung của nó ra làm sao. Bởi vì con cá rồng này cơ sáng thì mình cho nó ăn một con dế thôi, và đến bây giờ thì mình để nó đói đói một tí. Và bây giờ mình sẽ cho vào cho các bạn cùng xem này. Ok, mình để trên đây xem nó có nhảy lên, dám nhảy lên không. Mình thả luôn này. Ấy. Khi mình thả con nhái xuống thì nó thở ơ lắm các bạn ạ. Nó lại thở ơ rồi. Nó không chịu tấn công rồi. Và hôm qua nó cũng tình trạng như thế này thì mình cứ nghĩ nó không ăn. Thế đến lúc bây giờ mình cầm con nhái lên mình vất lại cái thì nó lại ăn. Thế là mình không quay được cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì clip mình để xuyên luôn, để bắt được cái khoảnh khắc đấy cho các bạn cùng xem. Ngày hôm qua thì nhất định nó không ăn các bạn ạ. Bây giờ thì qua một ngày thì từ hôm qua đến giờ mình cho nó để đói. Thì hôm nay xem nó có ăn tiếp tục hay không. Thì con nhái hôm qua thì vẫn là con nhái của ngày hôm nay. Vì hôm qua nó không ăn nên là mình đã nhốt con nhái đấy riêng ra một chỗ. Và nhân vật nhái của chúng ta hôm qua diễn không đạt thì hôm nay lại tiếp tục diễn tiếp.
để xem là em cắt rồng này xử lý như thế nào. Thì ngày hôm nay thì siêu nhân nhái sẽ đóng lại bộ phim Vụt qua miệng rồng, xem tình hình như thế nào các bạn nhá. Có vẻ như là chú em vẫn chưa được có độ sung lắm hay sao ấy. Ok, bây giờ thử và xem như thế nào. Wow, cũng thở ơ lắm, không ăn thua rồi các bạn ạ. Ok các bạn ơi, bây giờ con kim long của mình nó không ăn chịu ăn nhái, thì bây giờ mình thử thả con nhái vào trong cái hồ này để xem con ngân long nó làm gì các bạn nhé. Con ngân long và con những con cá két này nó sẽ như thế nào đối với con nhái này, và xin mời các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì mình để cho nó có độ một cái độ sung đã. Mình cho nó chúng nó một cái độ sung nhất định. Đó là con rồng này, để nó nhìn thấy con nhái này tí nó vào nó còn vồ. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho chúng nó vồ đây các bạn nhá. Ok, đấy các bạn ơi, con cá rồng của mình nó đã đỡ con nhái. Con ngân long nó đã đỡ con nhái rồi. Đây, con ngân long kia nó đã đớp con nhái, đớp trọn con nhái luôn. Mà để xem con ngân long này nó làm gì con nhái đây. Chắc chắn một điều nó sẽ nhốt rồi các bạn ạ. Ok, nó đang nhốt. Ok, con ngân long này thì quá sung đi. Tuyệt vời. Em ngân long này đã rất là sung. Thả xuống cái nó vồ ngay. Mình cho xem các bạn đã xem ở trên, phía trên. Đó, quên không quay lại cái khoảnh khắc nó vồ bằng cái máy kia. Đấy, nó đang nhốt đây các bạn ạ. Không biết là tình hình nó nhốt sao rồi. Đấy, con miệng của con cá ngân long nó đang ngậm con nhái kia, ngậm đầy miệng kia, thì xem nó có nhốt được hay không. Thì con có vẻ như con ngân long này nó rất là sung, nó sung hơn con kim long các bạn ạ, nó sung về ăn uống thôi. Đấy, một con nhái thả xuống nó phập ngay lập tức. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái miệng của nó đang cố để nhốt con nhái vào trong. Rồi, mình thấy nó nhốt xong rồi. À chưa. Gần xong. Có khả năng con nhái này quá cỡ hay không? Đây là lần đầu tiên con ngân long này nó ăn một con nhái nha các bạn. À, mình thấy nó nhốt rồi, nhốt xong rồi. Cái miệng nó đã nhốt xong rồi. Ồ, quá là khủng khiếp. Còn cái két này phức tạp quá, chèo, ông tính luôn. Vậy là con ngân long đã nhốt xong một con nhái các bạn nha. À, nó đã nhốt xong hoàn thành một con nhái. Quá tuyệt vời. Xin chúc mừng em ngân long, chiến thắng đã thuộc về em. Nhưng mà có vẻ như là nó nhốt xong rồi, nó bị làm sao đây? No quá hay chăng? Không sao, mình thử một con sâu đưa vào thử xem nó còn sung không. Nếu mà nó còn sung thì ok.
Đây. Tiếp tục đi cụ. À, tiếp tục. À, nó vẫn còn sung lắm. Thả con sâu vào nó vẫn còn sung lắm các bạn ạ. Chính tỏ nó đã nhốt xong rồi. Đấy, nó đã nhốt xong rồi. Còn rớt còn sung đấy. Các bạn thấy không? Nó con cá rồng của mình nó đã nhốt xong, hoàn thành xong cái con. Nó đã nhốt xong cái con nhái rồi. Và bây giờ mình đưa một con sâu xuống thì nó cũng rất là sung hãn. Ok. Ở clip này mình sẽ kết thúc tại đây. Thì em nhái siêu nhân của mình ấy thì đã cho em kim long hoàng thượng nó vờn và cũng không thể nào mà nó ăn được. Thì hôm mình mua hai con nhái thì hôm bữa nó đã ăn một con. Ở cái clip trước ấy, các bạn xem một clip trước thì con kim long hoàng thượng nó đã ăn một con nhái. Và con thứ hai thì thả vào nó không chịu ăn. Đấy, có khả năng là nó ngán con nhái rồi. Thì con nhái thứ hai thì con kim long hoàng thượng của mình nó vờn hai ngày hôm nay thì nó không chịu ăn. Và cuối cùng mình phải cho con ngân long này nó ăn thử con nhái. Thì mình thấy rằng con ngân long này nó ăn con nhái một phát một luôn các bạn ạ. Rất sung, ăn rất là sung hãn luôn. Ok, clip này thì mình chia sẻ về cá rồng ăn nhái như thế nào. Thì đến đây là mình sẽ kết thúc. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Bye bye.